la 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 la. Con về nè mẹ, con về thăm mẹ nè. Mẹ có khỏe không mẹ? Thì khác không? Có mẹ có chừng bao không? Mẹ, con về thăm mẹ nè mẹ. Mẹ không nên ngày đêm cho con được mau về với mẹ. Bữa nay mình về luôn phải không con? Phải bữa nay con về luôn không? Phải không? Thôi gọi cho con. Hôm nay con về là tự vẽ mẹ ra đi, mai con lên đường trở lại trại giam mẹ. Đây là ý Chúa. Lính không sao mẹ, bình tĩnh mẹ. Anh là lính gác giam như trại tụi con giam giữ đó mẹ. Anh ta tốt lắm, mấy con đó mà mẹ con mình.
Nếu mà không có anh ấy có được an tâm thì... mà bác với anh cứ tự nhiên mà nói chuyện, trời còn lâu lắm mới sáng. Thôi được rồi, đừng có lo cho tôi, đừng có để phí thời gian. Anh uống suốt cả đêm ngoài này sao anh Tâm? Anh tốt với tôi quá. Ơn này tôi ghi nhớ suốt đời. Thôi, chúng ta lên đường ngay đi anh. Anh Tâm,
Tôi xin anh chờ tôi một chút, tôi sẽ ra liền. Con đâu có khóc đâu mẹ. Con thương mẹ lắm. Con mẹ biết rồi. Mẹ coi con nè. Con đâu có khóc đâu nè. Mẹ vui lên đi. Con xin phép mẹ. Con đi nha. Con vui đi nha con. Mẹ. Con xin mẹ một điều nữa. Chỉ một điều này nữa thôi mẹ. Điều gì? Ngày con ra pháp trường, mẹ đừng có mặc như mẹ. Thank you.
chưa ca ăn dưới ơn an hòa, dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua, tình chưa người sáng ví như khung trời đây, lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây, cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chỉ dâng tiến ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiến thiên chúa, tháng năm mong người đã đổ làm hy sinh. Tên Trần Văn Trung, 21 tuổi, sinh quán tại Kim Long, theo tà giáo nhưng không chịu bỏ đạo. Lịch sử chém tại An Hòa, Minh Mạng Hoàng Đế, niên hiệu thứ 15, y chuẩn. Nghe đây, nghe đây. Loa 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 loa. Tên Trần Văn Trung, 21 tuổi, sinh quán tại Kim Long, theo tà giáo nhưng không chịu bỏ đạo. Lịch sử chém tại An Hòa, Minh Mạng Hoàng Đế, niên hiệu thứ 15, y chuẩn. Nghe đây, nghe đây. Tên Trần Văn Trung, 21 tuổi, sinh quán tại Kim Long, theo tà giáo nhưng không chịu bỏ đạo. Lịch sử chém tại An Hòa, Minh Mạng Hoàng Đế, niên hiệu thứ 15, y chuẩn. Nghe đây, nghe đây. Đứng dậy. Đi. Cho có sức đi trong, trong hãy can đảm lên anh. Em cũng ra nơi này nữa sao em? Trong, cảm ơn em. Anh muốn nhìn anh để dọn mình chết lành. Trong ngoan. Không, trong ngoan. Khi anh đi rồi, trong em tới thăm mẹ anh nha em. Trông à. Dạ ngoan. Trông, tuy là chúng ta chưa phải là vợ, cũng chưa phải là chồng, nhưng Trông ơi,
đối với em. Trông, anh là người yêu lý tưởng đó Trông. Trông, mình thiệt anh Trông ơi. Khoan, khoan. Nhớ anh suốt đời đâu. Khoan đã, khoan, khoan, khoan. Nghe anh nói nè em. Khoan, Trông. Khoan. Hãy nghe lời anh nói, bình tĩnh em. Hãy nghe lời anh. Chúng mình sắp chia tay. Anh sẽ về bên Chúa. Trông. Còn em, em ở lại Chương Giang. Cuộc đời em còn dài. Anh không muốn em buồn khổ như anh suốt đời quen à. Hãy nghe lời anh. Lập gia đình đi em. Trông. Em có thương anh không Ngoan? Trông. Ngoan. Hãy bình tĩnh nghe anh nói Ngoan. Ngoan à. Trông. Anh không muốn em buồn khổ như anh suốt đời. Hãy nghe anh nói nè. Anh muốn em lập gia đình, sinh con cái thiệt nhiều, trai hay gái cũng được, nuôi dạy dỗ chúng nên người nha em. Nếu con sống lâu sẽ có một cuộc sống tốt lành như em. Còn có các con vắng số sẽ không được phúc tử đạo như anh em mà.